Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ của tất cả các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Phó lãnh đạo đa số đảng Cộng hòa tại Hạ viện Tom Emmer đã ủng hộ nỗ lực trở lại nhiệm sở của cựu Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện cuối cùng ủng hộ cựu Tổng thống, người đang dẫn đầu các cuộc thăm dò. Tổng thống Trump đã nhận được sự bảo chứng của tất cả các thành viên cao cấp trong ban lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Ông Emmer, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, lãnh đạo khối đa số Steve Scully và Chủ tịch Hội nghị đảng Cộng hòa Ali Stefanik. Ông aimer đã tiến cử cựu tổng thống Trump mặc dù vị cựu tổng thống này đã làm tan vỡ nỗ lực của ông trong việc kế nhiệm vị trí chủ tịch hạ viện của cựu dân biểu Kevin McCarthy. Trong một bài đăng hôm ngày 24 tháng 10 năm 2023 trên mạng xã hội Social, tổng thống Trump đã phản đối ông aimer trở thành chủ tịch hạ viện được đề cử. Tôi có nhiều người bạn tuyệt vời muốn trở thành chủ tịch hạ viện và một số người thực sự là các chiến binh tuyệt vời. Ông Tom Emmer Reno, người mà tôi không biết rõ, không phải là một trong số họ. Ông ấy chưa bao giờ tôn trọng uy lực trong lời bảo chứng của ông Trump hay sức mạnh từ phạm vi sâu rộng của MAGA làm cho Mỹ quốc vĩ đại trở lại. Ông ấy đã chống lại tôi mọi lúc và thực ra đã dành nhiều thời gian để bảo vệ bà Ilhan Omar hơn là bảo vệ tôi. Ông ấy hoàn toàn lạ lẫm với các cử tri đảng Cộng hòa tôi tin rằng hiện giờ ông ấy đã học được bài học vì ông ấy đang nói rằng ông ấy luôn ủng hộ trump nhưng ai có thể biết chắc được cựu tổng thống đã viết tổng thống trump lưu ý rằng ông emmer đã gọi cho ông ông nói vui rằng bây giờ ông ấy là người hâm mộ lớn nhất của tôi vì ông ấy đã gọi cho tôi ngày hôm qua và nói với tôi rằng ông ấy là người hâm mộ lớn nhất của tôi Tổng thống Trump và phe ủng hộ ông đã chỉ trích ông Emmer từ việc ông ủng hộ hôn nhân đồng tính đến thỏa thuận mức trần nợ cho đến việc ông phản đối đại cử tri đoàn. Ông Emmer, đại diện cho khu vực quốc hội thứ sáu của Minnesota, tham gia quốc hội từ năm 2015. Tin về Biden Thưa quý vị, công nợ Mỹ lần đầu tiên vượt qua mốc 34.000 tỷ đô. Một kỷ lục mới của Biden khi Biden nhậm chức công nợ Mỹ là 27.800 tỷ, tức là tăng 6.200 tỷ trong chưa tới 3 năm, hay hơn 2.100 tỷ trong một năm. Theo đà này, nếu Biden làm tông tông đủ 8 năm, công nợ trong thời gian đó sẽ tăng thêm 2.100 nhân cho 8 bằng 16.800 tỷ đô. Hạ xa, ông thầy vô địch Obama đã tăng công nợ lên thêm 10.000 tỷ trong 8 năm. Nhà nước Biden mau mắn đổ thừa là tại Trump giảm thuế cuối năm 2017, cách đây có 6 năm. Câu hỏi cho Biden, nếu việc cắt thuế của Trump tai hại như vậy, sau 3 năm qua, cụ không sửa đuổi, tăng thuế cả nước lên lại. Dân Mỹ đã quá nhàm chán với sách lược, cứ xấu là đổ thừa, tốt là nhận vơ. Lại đổ thừa, Thưa quý vị, Biden lần đầu tiên nhìn nhận biên giới Mỹ có vấn đề cần phải làm một cái gì. Ngay sau đó, cụ giải thích đó là gia tài của Trump để lại, và bây giờ thì cụ không có tiền vì đám Cộng Hòa không cho cụ tiền để bảo vệ biên giới. Sách lược đổ thừa của Biden sau cả 3 năm nắm quyền, ai cũng biết khỏi bàn thêm. Tuy nhiên, đây có lẽ là đổ thừa mặt trời sáng bóng nhất. Không ai chối cãi được những việc làm của Biden trong vấn đề bảo vệ biên giới gửi thông điệp hoan nghênh di dân cho cả thế giới biết, luân sĩ vã Trump chặn di dân vì kỳ thị. Các hết ngân sách xây tường biên giới của Trump, kiện Texas bị lập hàng rào phao nổi trên sông Rio Grande và hàng rào kẽm gai trên đất để cản di dân lậu. Vào tuần rồi, mới kiện thất vì ra luật mới cho phép nhốt tù hay trục xuất ngay di dân lậu bị bắt tại biên giới chi cho Ukraine cả trăm tỷ đô la, rồi mới đây cả trăm triệu đô cho Do Thái. Nhưng bây giờ, thang phe Cộng hòa trong quốc hội không cho tiền bảo vệ biên giới Mỹ. Ngoại trưởng Tony Blinken bị Biden gửi khẩn cấp qua Mỹ nhờ Mỹ giúp cản các đoàn di dân đang tràn tới biên giới Mỹ. Biden đi tay không, về tay không. Biden đang làm chuyện tự đốt cháy nhà mình, bây giờ kêu hàng xóm giúp. Đạo Phật gọi đây là chuyện gieo hạt nào thì quả nấy. Biden đã muốn mở toan cửa biên giới để kiểm phiếu cho đảng Dân Chủ. Bây giờ sao lại muốn chặn lại? Chỉ vì Biden đi quá xa, dân Mỹ hoảng sợ, chống lại. Bây giờ tới gần ngày bầu cử, tới viên Biden sợ mất phiếu. Phải lật ngược sách lược, muốn cạn bước di dân nhưng quá muộn, thăm dò quái lạ. Báo loa phường Washington Post công bố kết quả thăm dò thật lạ lùng. Ba năm sau khi Biden đắc cử tổng thống, số người cho rằng Biden là tổng thống không chính danh vì có bất thường bầu cử đã tăng chứ không giảm. Cuối năm 2021, gần một năm sau khi Biden tuyên thệ nhậm chức, có 69% dân Mỹ cho rằng Biden là tổng thống chính danh. Bây giờ, con số đó đã giảm xuống còn 62% so với 1 phần 3 hay 36% cho rằng Biden đắc cử qua gian lận. Cũng cuối năm 2021, 60% dân Mỹ cho rằng Trump có phần nào trách nhiệm gián tiếp trong vụ biểu tình ngày 6 tháng 1. Bây giờ, con số đó giảm xuống còn 53%, nghĩa là ít người kết tuổi Trump hơn cách đây 2 năm. Một con vẹt loan tin này, nhưng chỉ biết khổ khoáng đa số 53% tin rằng Trump phải chịu trách nhiệm, không đủ lương thiện để viết cho rõ là con số này đã giảm so với cách đây 2 năm, khi có 60% dân Mỹ tin như vậy trong 10 cử tri Cộng hòa có tới gần 8 người, tương đương với 77% tin rằng các truy tố chống Trump là mánh chính trị để cản đối lập tranh cử của Biden. Với thời gian, dân Mỹ dần dần tỉnh táo hơn, quên bớt những xuyên tạc tố sản của Biden và truyền thông loa phường, Biden nói Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc bà Karen Trainpier kêu gọi dân Mỹ nên kiên nhẫn cho Biden-Nomit có thời gian mang lại kết quả tốt. Ủa chứ sao lạ vậy? Cái này thường nghe cụ Biden đấm ngực khoe Bidenomics đã đại thành công, mang lại đại thịnh vượng cho đại cường cờ khoa từ 3 năm nay rồi mà. Sao bây giờ lại phải kiên nhẫn chờ kết quả tốt? Hóa ra 3 năm qua chỉ là khoe vị hay sao? Thăm dò mới của USA Today Báo loa phường USA Today công bố kết quả thăm dò Trump hạ Biden, bất kể có các ứng cử viên độc lập khác hay không. Trump thắng vì Biden mất hậu thuẫn trong các khối cử tri nồng cốt của Biden. Khối da đen ủng hộ Biden có 63% so với 87% trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Khối dân da nâu nhảy qua ủng hộ Trump nhiều hơn Biden, 39% đến 34% so với kết quả bầu cử năm 2020. Trump 32%, Biden 65%. Cho dù Biden xuyên tạc Trump kỳ thị dân gốc Latin giống như Hitler, đa số di dân gốc Latin vẫn ủng hộ Trump. Khối cử tri trẻ dưới 35 tuổi ủng hộ Trump mạnh 37% so với Biden 33%. Năm 2020, 65% giới trẻ bỏ phiếu cho Biden, 35% cho Trump. Biden nghỉ hè khá nhiều. Thưa quý vị, trang mạng Forbes News cho biết, cựu Biden đạt kỷ lục mới, nghỉ ngơi nhiều nhất trong tất cả 46 đời tổng thống, trong đúng một năm 2023. Cụ về nhà nghỉ ngơi có 138 ngày hay là 37% tổng cộng thời gian cả năm. Một anh phó thường dân Mỹ đi làm trung bình được nghỉ 10 ngày hay hai tuần, nghĩa là cụ Biden nghỉ nhiều gấp 14 lần anh công dân thường. Đó là chưa kể cụ Biden đi nghỉ ngơi ở cam Davis 26 ngày. Tổng cộng, cụ nghỉ ngơi có 164 ngày trong năm qua mà thôi. Tổng thống có khác. Trong 4 năm làm tổng thống, Trump đã nghỉ. Năm 2017, 91 ngày. Năm 2018 75 ngày, năm 2019 87 ngày và năm 2020 là 54 ngày. Tổng cộng hai năm đầu của Trump là 166 ngày so với 164 ngày trong đúng một năm của Biden. Chi phí đi nghỉ ngơi của các tổng thống đều ngang ngửa nhau nếu chia cho mỗi ngày, tiền máy bay Air Force One và chi phí ăn ở, phụ trội lương cho cả lô phụ tá, mật vụ, cảnh sát bảo vệ. Do đó dĩ nhiên càng nghỉ ngơi nhiều càng tốn tiền của nhà nước hơn. Thế đấy, nhưng mà đám vẹt tị nạn suốt ngày là ở Trump tốn công quỹ quá nhiều khi đi nghỉ ngơi, đánh góp quá nhiều. Bà Gay từ chức Thưa quý vị, Viện trưởng Đại học Harvard, bà Claudine Gay, bị tố thêm 6 trường hợp đạo văn người khác. Tin mới nhất, bà Gay đã từ chức cho dù được cựu Tổng thống Obama bảo vệ hết mình trong hậu trường. Bà làm viện trưởng được 6 tháng, ngắn nhất trong lịch sử Harvard. Trong lá thư từ trước, bà Gay đổ thừa cho là bà là nạn nhân của kỳ thị da đen. Thực ra, chính vì bà là da đen nên mới được bổ nhiệm và chính sách thức tỉnh, dù không có khả năng thực sự mà chỉ có tài đạo văn khi làm luận án tiến sĩ. Trong ba bà viện trưởng đại học bị lôi ra điều trần trước hạ viện, bà Liz McGill, da trắng của Đại học Pennsylvania và bà Claudine Gay của Đại học Harvard đã bị áp lực từ chức, còn bà Solly Corbus, cũng già trắng của Đại học MIT đang bị áp lực nhưng chưa từ chức. Hãng thông tấn loa phường Associated Press tố cáo khối bảo thủ bây giờ dùng chuyện đạo văn là lý cớ đánh phè cấp tiến. Thật là oan cho bà. Đạo văn như Biden còn đắc cử tổng thống được, sao không làm viện trưởng Harvard được? CNN bảo chữa. Bà Claudine Gay không ăn cắp ý kiến của ai hết, chỉ viết lại vài câu văn viết của người khác mà không ghi tác giả. Đó chính là định nghĩa của đạo văn. Bào chữa như vậy mà cũng dám viết lên áp lực nhưng vẫn chưa từ chức. Đa số dân Mỹ muốn lãnh đạo cứng cửa Thưa quý vị, một nhóm chuyên gia của Đại học Allegheny College hợp tác với Đại học cấp tiến nặng Harvard mở ra cuộc nghiên cứu về dân Mỹ. Họ khám phá ra dân Mỹ trực diện với những rắc rối khó khăn chồng chất của nước Mỹ hiện nay, từ nạn trộm cướp công khai, vật giá leo thang, tới khủng hoảng biên giới, chiến tranh Đông Âu, Trung Đông, đe dọa từ Bắc Hàn, Trung Cộng đại đa số muốn một người lãnh đạo cứng cửa, dám lấy quyết định cứng rắn và mạnh tay, có thể không dân chủ để bảo vệ đất nước cũng như bảo vệ những giá trị căn bản của Mỹ. Theo nghiên cứu, trong khối cấp tiến theo đảng dân chủ mạnh nhất đã có tới 59% ủng hộ một lãnh đạo cứng rắn, trong khi khối bảo thủ cộng hòa đã có tới 90% ủng hộ ý kiến này. Tin kinh tế. Thống kê mới nhất cho thấy số người mới có việc làm tăng lên tới 216.000 người, nhiều hơn 170.000 dự đoán của các chuyên gia. Tuy nhiên, tình tốt này bị thị trường chứng khoán coi như pha khi Dow Jones tăng có đúng 25 điểm hay 0,07% trong ngày thứ Sáu, ngày 5 tháng 1 năm 2024, khi thống kê lao động được công bố cảm ơn quý ông bà cô chú và anh chị em đã quan tâm theo dõi phần tin tức hôm nay trên kênh btv e post time để không bỏ lỡ những cập nhật quan trọng hãy đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng hình chuông bên phải quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất hàng ngày đội ngũ btv e post time hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp kính chào tạm biệt và mong sớm được chia sẻ thông tin cùng quý vị